Rồi quá. Vâng, em Thanh Tùng của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Xin chào quý anh chị. Xin chào toàn thể anh chị, quý vị các bạn nhà mình ạ. Vâng, thì bây giờ cũng là sau giờ khung giờ ăn cơm tối rồi. Thì em xin phép lại lên sóng báo giá cho toàn thể anh chị quý vị mình những dòng sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em nhé. Anh chị quý vị mình đang quan tâm những dòng sản phẩm nào thì cứ mạnh dạn để lại bình luận cho em. Cảm ơn anh chị quý vị mình rất là nhiều ạ. Đây thì em xin quay một vòng chợ ô tô đầu mối Hải Dương để cho cả mình cùng quan sát những đầu sản phẩm bên em đang bày bán nhá. Đây em để lại hai số line. Đây hai số line được xin được để lại màn hình cho em nhá. Ok, cả nhà ơi, hai số này thì em đã để trên màn hình rồi nhá. Mọi thắc mắc và thông tin gì thì cứ để lại trực tiếp dưới phần comment này, hoặc là gọi điện cũng như nhắn tin qua hai số Zalo này, giải đáp mọi tư vấn và thắc mắc cho anh chị quý vị mình 24/7. Vâng, chào cả gia đình ạ. Các bác vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay thì hãy cho em xin 57 lượt team 57 lượt chia sẻ đến chị quý vị ơi. Đây, rất là nhiều đầu xe này. Cần 80 đầu xe để phục vụ đại gia đình mình ạ. Vâng, chào bác Quang Lễ này, chào bác Khu Vân Cơm, chào bác Thu Hoàng, chào toàn thể chị quý vị mình. Vâng, các bác vừa vào xem buổi livestream thì cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi, lan tỏa buổi livestream hơn, để như anh chị quý vị nào mà đang có nhu cầu tìm đến những dòng xe từ 4 chỗ đến 7 chỗ đã qua sử dụng thì đến với em nhé. Chợ ô tô đầu mối Hải Dương, Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương, gần cây xăng Minh Hiệp số 2. Đây, rất là nhiều đầu xe để phục vụ chị quý vị mình này. Đấy, loanh quanh từ 65 triệu đến dưới 500 triệu đồng để phục vụ đại gia đình ạ. Rất nhiều đầu xe đây. Vâng, cả nhà ngươi hãy cho em xin hỏi ý kiến là xem mà âm thanh ánh sáng này đã ok chưa nhỉ, để em xin vào phục vụ anh chị quý vị mình để mang đến những hình ảnh, những chi tiết rõ nét nhất về những dòng sản phẩm bên em đang có nhá. Vâng, cả nhà mình cứ để lại bình luận góp ý cho em ạ. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều ạ. Đấy, rất là nhiều xe đây. Đấy, là Chetty này, Innova này, Ghét này, đấy, Gentra này, đấy, Morning i10 này. Rất là nhiều đồ sản phẩm này phục vụ chị quý mình. Vâng, chào bác Ai Vậy Ta này. Chúc bác Ai Vậy Ta vừa xem buổi livestream ngày hôm nay của chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em có một buổi tối vui vẻ bên gia đình người thân nhé. Cho em xin 57 nút chia sẻ đi bác ơi. Cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Carui này, CDX này, đấy, Asen này, đấy, Gentra này, đấy, Hoa Linh này, i10 này. Những đầu xe vô cùng là quốc dân thôi. Đấy, điện đó, máy số, keo chỉ thì vô cùng là dễ bảo trì, bảo dưỡng này, để phục vụ chị quý mình. Vâng, thì ngay sau đây em xin phép đi vào báo giá những đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em. Mọi tư vấn và thắc mắc gì, anh chị quý mình cứ để lại dưới phần bình luận cho em nhé. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều ạ. Đây, một mẫu xe mới về bên em đây. La Chetty Cruze 2011, 248 triệu đồng nhá. Đấy, sedan đầu phân khúc hạng C này, là răng đúc lốp láp đẹp. Máy số keo chỉ sơn si, cột keo thì zin. Đăng kiểm dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022, 248 triệu đồng. 1.6 số động, đăng ký 5 chỗ ngồi này. Đấy, em xin quay phần nội thất bên trong cho anh chị quý vị mình cùng quan sát chiếc Chevette Cruze nhá. Đây, vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng này. Màn hình OLED cỡ lớn này, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị và các bạn này. Túi khí an toàn tích hợp vô lăng này. Túi khí an toàn tích hợp cả bên táp lô đây, ghế phụ cạnh người lái nhá. Đấy, 248 triệu đồng, giá bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, chào bác Trần Thị Thu Hằng này, chào bác Thanh Ngoan này, chào bác Nguyễn Mười. Vâng, cả nhà mình ơi đang xem livestream thì cho em xin 57 lượt tim đi, 57 lượt chia sẻ đi nhá. Những bác nào mà mới vào xem livestream này, cho em xin một lượt like này, cũng như một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ những video giới thiệu sản phẩm, cũng như là khung giờ 8:03 mỗi tối sẽ có thông báo cho cả gia đình mình nên tham khảo những đầu xe hiện bên em đang có ạ. Vâng, chào bác Trần Thị Thu Hằng, La Chetty CX. Ok bác Trần Thị Thu Hằng ơi, để em xem mẫu La Chetty CX ở bên em ở đâu thì em xin tư vấn cho bác Thu Hằng nhé.
Vâng, đây là Lancetti CX ơi, bác Thu Hoàng ơi. 255 triệu đồng, Lancetti CX 2010, đăng ký làm bánh năm 2011, biển tư nhân chính chủ 30 Hà Lộ Phú đây. Biển 5959 rất đẹp nhá. Đấy, biển rất đẹp này. Máy số keo chỉ này, nội thất cầm bệ sơn si vô cùng chất luôn. Đấy, 255 triệu đồng. Chào bác Du Nguyễn này. Everest sàn cụ ơi, vâng bác Du Nguyễn ơi, Everest số sàn thì tạm thời bên em lại chưa có anh ấy. Anh nhá. Vâng, anh cứ tạm thời tạo ứng cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ những sản phẩm tiếp theo bên em sẽ bày bán nhá. Nhắn tin trực tiếp qua Zalo với em đi. Để hôm nào có em số sàn thì em sẽ tư vấn trực tiếp cho anh ạ. Vâng, tiếp tục để là chất thì xế nhá. Bác Thu Hoàng ơi, bác này lại quan tâm cho em mẫu CX này nhá. Đây, Lancetti CX 2010 đăng ký là bánh năm 2011, biển tư nhân chính chủ 29 Hà Lợi Phố đây. La sáng đúc lốp láp mới này, bản này bản nhập Hàn này, bản nhập Hàn xuất Trung Đông, 8 túi khí xin gửi chị quý vị mình. Đấy. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ bi cầu này đấy. Đèn pha bi cầu này, la sáng đúc 17 inch mỗi bánh này. Gương kính cụp xòe điện xin nhan trên sườn xe. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. 255 triệu đồng. Bên em đang có hai chiếc Lancetti CX 2010 nhá. Đồng giá là 255 triệu đồng này. Máy số keo chỉ cột kèo zin. Đấy. Cầm bệ chắc chắn không một không mục mọt. Trang bị cả option này, cửa sổ trời Panama đây. Option vô cùng là thể thao, vô cùng là trẻ trung cho chị quý vị nhanh nhá, nhà mình nhá. Vâng, chào bác Thanh Ngoan, chào bác Tuấn Nguyễn. Chào bác Nguyễn 10 này, vâng bác Du Nguyễn này. Để lại số điện thoại trong phần tin nhắn fanpage cho em đi. Nào mà về đầu nào mà Everest này em sẽ tư vấn trực tiếp cho bác ạ. Vâng, bác Anh Ngọc ASEAN 209 là bác Anh Ngọc. Đâu để em xem đầu sản phẩm ASEAN 209 bên em hôm nay là xem để đâu nào. Hôm nay thì mới sắp xếp lại bãi này. Đấy. Vâng, thì bên em có một chiếc ASEAN 209 đây. Chiếc máy quay em đây ạ. ASEAN 209, 1.4 số sàn nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Với cửa tiền gửi đến chị quý vị nhà mình là 170 triệu. 170 triệu giá còn bớt sâu được cho gia đình nhà mình. Đấy, la xăng đúc thì được trang bị 4 bánh này, lốp láp mới. Xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xòe điện đăng kiểm dài. Tháng 11 năm 2022. Đấy, với cửa tiền gửi gia đình mình là 170 triệu. Giá còn bớt, còn thương lượng nhá. Bao rút hồ sơ cho chị quý vị mình ạ. Đây, em xin quay một phòng ngoại thất bên ngoài của em nó cho anh chị quý vị mình cùng quan sát nhé. Bác nào đang quan tâm đến dòng ASEAN này thì bên em đang có một đầu ASEAN 2009, 1.4 số sàn nhập Hàn nguyên chiếc. Đấy. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage để em được tư vấn riêng và sâu hơn cho anh chị quý vị ạ. Biển tư nhân chính chủ 14A Quảng Ninh đây. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi, 170 triệu xin gửi đến chị quý vị mình. Vâng, chào bác Việt Thông này. Chào bác Cao Biển Ô Tô chia sẻ giúp Thanh Tường nhiều mọi hơn. Vâng, cảm ơn bác Cao Biển Ô Tô rất là nhiều ạ. Vâng, cảm ơn cả gia đình mình với khung giờ là 8 giờ 30 phút đã theo dõi buổi live stream của cháu ô tô đầu mối Hải Dương bên em. Vâng, cảm ơn gia đình mình rất là nhiều nhá. Nhà mình cứ chia sẻ thật nhiều này. Like thả tim cho Thanh Tường cũng như cho ô tô đầu mối Hải Dương nhiều lên đi. Để em lấy làm động lực để bớt cho anh chị quý vị mình. Bớt làm sao mà những bác nào mà có nhu cầu về xe này, quan tâm đến xe bên em này, đều có thể mua được xe nhá. Đều có thể chọn cho mình những xe ưng ý với tầm tiền là vừa phải. Đây, thì vừa rồi là khá là nhiều mẫu sedan hai đầu. Thì tiếp theo đây em xin giới thiệu đến chị quý vị mình một chiếc 4 chỗ đây. Hyundai Grand i10 hatchback 1 đầu, động cơ 1.0. Đấy, đăng ký 5 chỗ ngồi. Với cửa tiền gửi đến chị quý vị nhà mình là 195 triệu đồng. 195 triệu đồng. Đời 2014, đăng ký và làm bánh năm 2017 anh chị quý vị các bạn nhé. Vâng, chào bác Mạnh Chậu Cảnh, có con nào tầm 90 triệu không bạn? Vâng, tầm 90 triệu bên em cũng có bác Mạnh nhé. Dưới 90 triệu bên em có này. Đây. Đây, tầm 90 triệu đây bác Mạnh Chậu Cảnh ơi. Matiz nhá. Đây, có một mẫu xe tập lái nhỏ gọn này. 65 triệu thôi thưa bác ạ. Đây, Matiz 208, 0.8 số sàn đây. Nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu này. Anh chị quý vị nào mà vừa có bằng này muốn bổ túc tay lái này thì hãy chọn chiếc này đi. Đấy, dễ đi, dễ lái này, dễ sử dụng. Hoặc là những bác nào có nhu cầu đơn giản thôi, từ tránh mưa tránh nắng này cũng như tập lái này,
sự lựa chọn không thể nào mà phù hợp hơn. Matiz 208.8 số sàn 65 triệu đồng xin gửi anh chị quý vị mình. Vâng, cảm ơn bác Mạnh Chậu Cảnh rất là nhiều đây. Vâng, bác Mạnh Chậu Cảnh like chia sẻ lên cho em xin nhiều lần đấy bác Mạnh Chậu Cảnh ơi. Vâng, cũng tiện giới thiệu anh chị quý vị mình, các Mạnh Chậu Cảnh này có địa chỉ là An Sơn, Nam Sách, Hải Dương nhé. Chuyên kinh doanh buôn bán những chậu cảnh trang trí cho gia đình này đấy, cũng như là công sở như trường học nhé. Nhà mình ai có nhu cầu thì liên hệ với bác Mạnh Chậu Cảnh này. Bác Mạnh Chậu Cảnh để xin để lại số điện thoại đi, để những anh chị nào mà đang có nhu cầu về chậu cảnh, cây cảnh nhá, thì liên hệ với bác ạ. Cảm ơn bác Mạnh Chậu Cảnh rất là nhiều. Vâng, chào bác Hồ Minh Thắng, chào bác Nguyễn Lâm, chào bác Trần Tuấn, chào toàn thể chị quý vị mình. Thì bởi em đã giới thiệu cho anh chị quý vị mình ở chiếc Hyundai Grand i10 2014 đăng ký bánh năm 2017 với cược tiền 195 triệu đồng vừa rồi. Thì tiếp theo đây, ở chiếc Hyundai Grand i10 này, em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một chiếc Vivante. Vâng, Vivante đời 2009 này, đăng ký lăn bánh năm 2010 với cược tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 193 triệu đồng. Động cơ 2.0 số tự động nhá. Vâng, một chiếc xe số tự động xin gửi đến gia đình nhà mình. Đấy, giá thì còn bớt, còn thương lượng được cho gia đình mình này. Vivante Chevrolet 2009. Đấy, nước sơn màu vàng cát rất đẹp đây. La răng đúc lốp láp mới. Vâng, à ok bác ơi. Vâng, bác Mạnh Chậu Cảnh cần còn 900 triệu. Vâng, vâng bác để đây 900 triệu. Vâng, với tầm tiền là 900 triệu thì bên em đang có một chiếc Outlander nhá. Outlander 2017 đăng ký lăn bánh năm 2019 bác ạ. Thì bác cứ giữ máy đi, theo dõi buổi livestream cùng Thanh Tùng cùng những khách hàng thân thương cho nó vui. Để tí đến đầu sản phẩm Outlander đấy thì em xin giới thiệu cho bác ạ. Vâng, nhà mình mà ai đang có nhu cầu thì đấy liên hệ trực tiếp với bác Mạnh Chậu Cảnh nhá. Chuyên chậu cảnh này, cây cảnh này, đấy từ trang trí gia đình, trường học, công sở nhá. Cảm ơn chị Quý Bình đang xem buổi livestream rất nhiều ạ. Chào bác Nghĩa Hà, chào bác Hồ Minh Thắng. Con màu đỏ bao nhiêu? À, con màu đỏ bao nhiêu? Đây bác Hồ Minh Thắng ơi. Đây chiếc màu đỏ này em xin giới thiệu bác nhá. Kia Morning 216 màu đỏ này. Đấy. Kia Morning 216 màu đỏ này 200 triệu này. Đấy. Đăng ký lăn bánh năm 2017, la răng đúc lốp láp đẹp. Đấy. Đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, đăng kiểm dài, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Bác Hồ Minh Thắng quan tâm nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em. Xin tư vấn riêng cho bác nhé. Giá còn bớt, còn giảm, còn thương lượng sâu được nữa cho bác Hồ Minh Thắng ạ. Đây, cam lồi, cam hành trình đầy đủ rồi. Màn hình Android cỡ lớn này. Đấy. Mang về sẵn đi, sẵn sử dụng thôi, sẵn phục vụ nhu cầu của bản thân cũng như gia đình ạ. Chào bác Mễ Du Di này. Chào bác Xuân Nhận, chào bác Nghĩa Hà. Ok bác Mạnh Chậu Cảnh ạ. Vâng, chào bác Sơn Vũ, chào toàn thể chị quý vị mình. Vâng thì bác đây, bác Hồ Minh Thắng ơi, bác ấy tiếp tục tham khảo với em một mẫu màu đỏ nhá. Đây, một mẫu màu đỏ đây, Kia Morning đây, số động này 2005, đăng ký là bánh năm 2006 này, 145 triệu đồng. Đấy, số động 2005 nhá. Đây, bác Hồ Minh Thắng tham khảo cho em mấy mẫu màu đỏ đấy đi ạ. Đây, la răng đúc lốp láp đẹp, phanh đi ABS này. Đấy, gương kính cụp xòe điện, vô lăng túi khí, 145 triệu đồng. Đấy, Kia Morning 2005 nhập khẩu nguyên chiếc nhá. Đây, em xem bên em còn sản phẩm là màu đỏ không, để tư vấn tiếp tục cho bác Hồ Minh Thắng ạ. À, màu đỏ thì bên em đang có một chiếc Gen Trax này. Đây, để em xem nó đang để đâu nhỉ, em tư vấn luôn về những dòng sản phẩm mà anh chị quý vị mình đang yêu cầu trên livestream nhé. Bác Tú Phạm, vâng chào bác Tú Phạm. Con Morning màu trắng giá bao nhiêu? Đâu Morning màu trắng à? Con này đúng không bác Tú Phạm ơi? Đây, để em giới thiệu cho bác Hồ Minh Thắng đang quan tâm mấy chiếc màu đỏ, thì em sẽ quay lại chiếc Morning cho bác Tú Phạm nhé. Bác Tú Phạm cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi bác Tú Phạm ơi. Đây, tiếp tục thì một mẫu xe màu đỏ đang bày bán cho ô tô đồ mối Hải Dương bên em ạ. Đây, Grand Trax 2010 đăng ký lăn bánh năm 2011, 228 triệu đồng. 1.2 số tự động, đăng ký làm chỗ ngồi. La răng đúc lốp láp đẹp, phanh đi ABS nhá. Đấy, gương kính cụp xòe điện này.
sấy gương, sấy kính, đổ cả nội thất, ghế da zin nguyên bản theo xe. Đấy, điều hòa auto này, nóng lạnh hai chiều rét buốt luôn. Option cửa sổ trời Panama đây, 228 triệu đồng. Vâng, thì vừa rồi em đã giới thiệu cho bác thắng 3 mẫu màu đỏ bên em, Kia Morning 2016 200 triệu này, Kia Morning 205 145 triệu đồng và chiếc Gen X là 228 triệu đồng nhá. Bác Hồ Minh Thắng quan tâm nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em, để em gửi cho bác Hồ Minh Thắng những hình ảnh, những video chi tiết của ba sản phẩm bên em ạ. Cảm ơn bác Hồ Minh Thắng rất là nhiều. Bác Nghĩa Hà có con bán tải tầm 450 không? Bán tải tầm 450 bên em có anh nhá. Đây, để em xin tư vấn cho bác Phạm Tú này. Con Morning đây, con Morning trắng này, chiếc máy quay đây, biển 36, quê hương Thanh Hóa anh hùng đây. Với cửa tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là 165 triệu đồng. Động cơ 1.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, đăng kiểm dài. Đấy, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Sơn si, máy số, keo chỉ, lốp lát còn chất còn đẹp nhá. 1.0 này vô cùng tiết kiệm nguyên liệu này. Đấy, dòng xe nhỏ gọn xin giới thiệu anh chị quý vị mình ạ. Vâng, chào bác Cảnh Quang có vai ớt 2014 không em? Có vai ớt 2014 bản E à? Vâng, bác Cảnh Quang ơi, vai ớt 2014 bản E thì tạm thời bên em lại chưa có hàng nhá. Bên em đang có hai chiếc vai ớt bản E đời 2010 anh ạ. Đây, để em xem hai chiếc vai ớt ở đâu để em tư vấn cho anh. Và có một chiếc vai ớt bản E đời 2019 ạ. Anh có cần tư vấn sâu hơn thì cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em để em tư vấn nhá. Ở đây còn trên bước sóng livestream thì em sẽ giới thiệu cho anh hai chiếc vai ớt đời 2010 bản E bên em đang bày bán đấy ạ. Đây, giới thiệu bác Cảnh Quang này. Vai ớt bản E 2010 này, xe tư nhân gia đình này. Không một giây một phút là dịch vụ taxi nhá. Xe thì mang biển tư nhân 30A đây, Hà Nội phố đây. La răng đúc, lốp láp đẹp, phanh đĩa 4 bánh này, phanh đĩa ABS 4 bánh nhá. Xin nhan trên gương này. Đấy, gương kính cụp xòe điện. Đấy. Xe đăng kiểm còn hơn 1 năm nữa, tháng 6 năm 2023. Với cửa tiền gửi đến anh là 268 triệu đồng. Anh cùng quan tâm đến chiếc này với em ạ. Xe thì trang bị 4 mắt cảm biến lùi phía sau, option cam lùi đây, cam lùi với cam hành trình đầy đủ rồi. Đấy. Anh quan tâm nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Đây là chiếc màu bạc này và còn một chiếc bản E màu đen nữa, 2010 với là 245 triệu đồng này, để em xem em đang nằm ở đâu để em tư vấn cho bác ạ. Bác Cảnh Quang, vậy có Rio hay City không? Ồ, Rio hay City có nhá. Đây có Rio này. Đây có Rio để tư vấn cho bác Cảnh Quang này. Đây. Rio, đây Kia Rio 2015 đăng ký làm bánh năm 2018. Xe tư nhân chính chủ ở đây, biển 14A Quảng Ninh đây. Màu sơn trắng sứ rất đẹp đây. Mặt ga lăng mũi hổ thì vô cùng là quen thuộc của dòng Kia này. Đấy. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Na răng đúc 4 bánh zin nguyên bản theo xe, lốp láp đẹp, phanh đĩa ABS. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xòe điện, đăng kiểm dài. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. 405 triệu đồng. Vâng, em xin quay phần option nội thất bên trong cho anh chị quý vị mình cùng quan sát đây. Đây bác quan sát của em nhé. Đây Kia Rio đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương, 405 triệu đồng. Sản xuất 2015, đăng ký làm bánh năm 2018. 1.4 số tự động nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc nhá. Đấy. Vô lăng 3 chấu này, tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng này. Tích hợp các nút điều khiển, các nút glow control này. Đấy. Đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe. Đấy. Táp lô bên phụ này có cả túi khí nhá. Đăng kiểm dài tháng 1 năm 2023. Vâng, bác Cảnh Quang mà quan tâm đến dòng Rio này, bên em đang có một chiếc này. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage với em đi, để em gửi cho bác hình ảnh cũng như video review chi tiết nhất con này nhé. Từ máy số, keo chỉ này, gầm bệ, lốp láp đến từng con ốc luôn. Vâng, chào bác Trần Thăng này, chào bác Nguyễn Vi, chào bác Tú Phạm. Cho em xem con Morning số tự động màu trắng đi bác. Ok bác Tú Phạm ơi, Morning số tự động màu trắng này. Đây bên em có hai chiếc Morning số tự động màu trắng nhé. Để em tư vấn cho anh luôn hai chiếc này, để anh cùng tham khảo với em này. Anh Tú Phạm ơi, Morning màu trắng số tự động. Đây chiếc máy của em đây, 2009, đăng ký là bánh năm 2010, 195 triệu đồng, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn, 1.0 số động đây. Đấy, máy số, keo chỉ, sơn si, lốp láp đẹp, đăng kiểm dài, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023.
Đấy, em xin quay phần nội thất bên trong này. Động cơ 1.1 này, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn này. Đấy. Nội thất ghế da màu đỏ đen rất đẹp đây. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí, đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe. 195 triệu đồng. Vâng, bác Tú Phạm quan tâm thì nhắn tin trực tiếp qua Zalo cũng như fanpage em. Còn bớt sâu được cho bác Tú Phạm ạ. Tài chính tầm 350 quay đầu thôi, xe sedan Rio và City thì tầm tài chính 350 thì bên em lại chưa có bác cả cảnh quang ơi nhé, để em xem mẫu nào mà sedan hay đâu. Tầm phân khúc 350 thì em tư vấn thêm cho bác nhé. Đây, bên em không có City nhưng có một chiếc Civic này. Đấy, cũng có một chiếc Civic đến từ nhà Honda đây. Bác cảnh quan tham khảo chiếc này giùm em này. Honda Civic 2009 đấy nhá bác cảnh quan nhá. 275 triệu đồng. Xe đăng ký lăn bánh năm 2009 này. La răng đúc lốp đáp đẹp. Xin nhan trên sườn xe đây. Phanh đĩa ABS 4 bánh này. 275 triệu đồng. Đấy, nội thất ghế da điều hòa lóc lạnh 2 chiều auto này. Đấy, bác cảnh quan tham khảo em mẫu này đi ạ. Đấy, màn hình to này, lốp đáp đẹp. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi chất đấy. Giá còn bớt sâu được cho bác quan tâm ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Vững này, xe đẹp quá, em chào anh chào em và ủng hộ đi, ok, chào bác Nguyễn Vững này, bác Nguyễn Vững ủng hộ Thanh Tùng, ủng hộ cho ô tô đầu mối Hải Dương bằng vài lượt chia sẻ đấy bác Nguyễn Vững ơi. Vâng, chào bác Hào Bùi, chào bác Huynh Phạm, chào bác Thành Đặng, chào bác Phạm Hạnh này, chào bác Tuấn Anh. Bác Tuấn Anh ơi, for A-cap bên em tạm thời lại chưa có nhé. Phoi cấp 2.8 thì bên em tạm thời chưa có. Anh cứ tạm ứng cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chỗ ô tô đầu mối Hải Dương em bên em đi. Giữ máy theo dõi buổi livestream ngày hôm nay để xem có tham khảo được cho mình những mẫu nào ưng ý không anh nhé. Vâng, cảm ơn anh Tuấn Anh rất là nhiều. Chào bác Lê Văn Trung, chào bác Hạnh Nguyễn Văn, chào toàn thể anh chị quý vị mình. Vâng, chào các bác ạ. Các bác đang xem livestream này thì em chúc gia đình nhà mình có một buổi tối vui vẻ này. Bên gia đình cũng như người thân và sẽ chọn cho đời những mẫu xe ưng ý nhất đó. Vâng, tiếp tục quay trở lại với câu hỏi của bác Phạm Tú này. Vâng ạ, anh Tú ơi, anh còn đang xem livestream nhỉ? Anh tham khảo em chiếc này nhá. Tiếp tục là Kia Morning này, màu trắng số tự động này 2011, 210 triệu đồng, 1.0 số tự động nhá. Đấy, máy số này keo chỉ sơn xi zin nhá. Đấy, đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. La răng đúc lốp đáp đẹp, phanh đĩa ABS này, xi nhan trên gương 210 triệu đồng. Đấy, anh Phạm Tú tham khảo em hai mẫu này anh Phạm Tú ơi. Kia Morning số động màu trắng ạ. Vâng, chào bác HDHD, mình có giao xe không ạ? Thì bên em là chỗ ô tô đầu mối Hải Dương này có chính sách giao xe này. Thì anh chị quý vị nào mà trong bán kính 100 km, bên em giao xe nhé, tận nhà miễn phí cho anh chị quý vị các bạn luôn. Giao xe miễn phí nhá. Vâng ạ, bác HD ạ. Bác quan tâm mẫu nào thì để lại tin nhắn cho em đi, để em tư vấn cho bác nhá. Ok, cảm ơn anh Cảnh Quang rất là nhiều này. Anh cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage em đi, để lại cho em xin số điện thoại. Lao vào có đầu sản phẩm nào mà anh ưng ý thì em sẽ nhắn tin trực tiếp qua cho anh ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chào bác Đỗ Thế Tuân, chào bác Nghĩa Hà, chào bác Trần Hải. Có con nào 200 đến 250 triệu không em, cho anh coi phát. Ok, 200 đến 250 triệu bên em có anh nhá. Vâng, anh Tuấn Anh ơi, Kia Cero tiếc quá thì bên em tạm thời lại chưa có đầu Cero nào để phục vụ anh ạ. Anh cứ cho em xin một nút like cũng như một nút theo dõi kênh fanpage chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi, nhắn tin trực tiếp qua Zalo với em. Để lại cho em số điện thoại nhé. Làm có đầu Cero là về thì em sẽ gọi điện ngay cho anh ạ. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Đây, với tầm tài chính 200 triệu đến 250 triệu thì bác Trần Khải tham khảo em mẫu này nhé. Hôm nay bên em có về một mẫu Gentra này. Đây, Gentra 209 1.6 số rộng này. Máy số keo chỉ này, nội thất này, zin nguyên bản cho xe luôn, zin đến từng con ốc luôn. 1.6 số động 210 triệu đồng xin gửi anh chị quý vị mình.
la răng đúc bốn bánh lốp láp đẹp này, xi nhan trên sườn xe này. Đây, nhà mình cùng quan sát em này. Đấy, các đường gân guốc này. Đấy, các chi tiết ghép lối rất cản là vè này. Đẹp lép luôn. Đấy, rất đẹp luôn. Không cong vênh, không bóp méo này. Đấy, cam kết anh chị quý vị mình. Không đâm đụng, không va chạm nhá. 209 biển tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh, quê hương quan họ trước thành đây. Cam lùi này, cảm biến lùi phía sau đầy đủ. Đấy, sườn thân sườn vô cùng đẹp đây, 210 triệu đồng. Xin gửi anh chị quý vị mình. Em xin quay phần nội thất bên trong đây. Đây, vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng này. Đấy, đầu đàn màn hình zin nguyên bản theo xe. Túi khí an toàn thì được trang bị cả bên táp lô, bên ghế phụ cạnh người lái đây. Đấy, mặt táp lô đẹp chưa? Các anh chị quý vị mình cùng quan sát đây. 210 triệu đồng, giá còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị nhé. Đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Máy số keo chỉ sơn si vô cùng là ngon này, vô cùng là chất này. Nội thất ghế da sạch đẹp, điều hòa rét buốt rồi. Mang em nó về sẵn đi, sẵn sử dụng thôi gia đình ơi. Đấy, bác Trần Hải quan tâm em một mẫu này, tầm 200 triệu này. Sốt rộng anh ạ. Xe đẹp có mô linh là tầm đời cao một xíu, 2014-2015. Vâng anh Tú Phạm ơi, 2014 và 2015 thì bên em lại không có số tự động anh nhá. Còn một chiếc 2016 thì hiện số sàn anh Tú Phạm ạ. Anh nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi, để em được tư vấn cho anh nhá. Nào mà có đầu nào số tự động đời cao thì em sẽ tư vấn trực tiếp cho anh Tú Phạm ạ. Vâng, chào anh Trần Hải này. Hai đầu nhá anh. Ok đây, để em tìm những đầu hai đầu tầm phân khúc tầm 200 đến 250 triệu để cảm ơn anh ạ, để phục anh ạ. Có bán tải Ford nào không bác? Bán tải Ford, ok, bán tải Ford có anh nhá. Đây, một bên em đang có hai chiếc bán tải Ford này. Một chiếc Ford Ranger. Đây, Ford Ranger 2009 này, 285 triệu đồng. Đấy. Hai cầu máy dầu trước máy quay em đây. Đấy. Với nước sơn màu đen này, la răng đúc này, lốp đáp đẹp này. Đấy. Nội thất ghế da, điều hòa lau lạnh 2 chiều, đăng ký 5 chỗ ngồi. 285 triệu đồng. Vâng, 285 triệu đồng cho mẫu Ford Ranger trước máy quay em đây ạ. Bác Linh Lu ơi, bên em đang có hai chiếc này. Một chiếc màu trắng nữa đời 2013, đăng ký là bánh năm 2014 thì chiếc đó hôm nay bên em đã đi công vụ mất rồi, tiếc quá. Thì bác cứ để lại số điện thoại đi, em kết bạn Zalo với bác để gửi cho bác video và hình ảnh review chi tiết vào đấy nhá. Còn đây đời 2013 này, đăng ký là bánh năm 2014, hai cầu máy dầu. Đấy, 410 triệu đồng, giá còn bớt sâu nếu bác Linh Lu quan tâm ạ. Vâng, chào tất cả các bác vừa vào xem buổi live stream ngày hôm nay. Anh chị quý vị nhà mình ơi, đang xem live stream ngày hôm nay này, thì cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Không mất tiền, không mất bạc gì cả để lan tỏa buổi live stream này hơn. Để những anh chị quý vị nào mà đang có nhu cầu tìm xe từ 4 đến 7 chỗ tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương thì qua trực tiếp bên em đi, để được tư vấn, để được xem xe và chạy thử xe miễn phí ạ. Vâng, chào bác Tùng Nguyễn này, chào bác An An, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình ạ. Chúc anh chị quý vị mình đang xem buổi live stream ngày hôm nay có buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Qua bước sóng livestream này sẽ chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý để phục vụ nhu cầu gia đình nhé. Đây, em xin giới thiệu đến em xin giới thiệu đến anh Tô Văn Hiệu này. Modeling tầm 160 triệu, có không anh, số sàn đây. Modeling tầm 160 triệu đây. Chính xác đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em này. 160 triệu này. Đấy, 160 triệu. 1.1 số sàn này. Đấy, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đây. Biển tư nhân chính chủ 36 Thanh Hóa đây. Sơn si, máy số keo chỉ còn chất còn đẹp, đăng kiểm còn dài. Tháng 12 năm 2022. Bác Tô Văn Hiệu quan tâm, nhắn tin trực tiếp qua Facebook cho em, để em tư vấn sâu nhá. Đây, em xin quay một vòng này. 160 triệu. Đây, đúng 160 triệu đây. Anh ạ. Anh Tô Văn Hiệu nhá. Đây. Chào bác Nguyễn Vi, Nguyễn Vi 7 chỗ màu trắng, chào bác Trung Nguyễn. Chúc Thanh Tùng bán được nhiều xe. Vâng, cảm ơn bác Nguyễn Trung này. Xin chào bác Nguyễn Trung ạ. Vâng, chào bác Đỗ Thế Tuân, chào bác Nhàn Lưu. Vâng, chào toàn thể anh chị quý vị mình ạ. Vâng, đời 2017-2018 à. 2017-2018 thì Ford thì bên em lại chiều quá, tiếc quá bác ơi. Vâng, chào Nguyễn Vi này, 7 chỗ màu trắng. Vâng, 7 chỗ màu trắng này.
7 chỗ màu trắng thì tạm thời bên em chưa có, nhưng láng láng màu trắng nhé, màu bạc đây. Em xin giới thiệu đến bác vài mẫu 7 chỗ màu bạc đây, xem bác có ưng ý không bác Nguyễn Vi ơi. Vivante 208 đây, xin giới thiệu đến bác ạ. Vivante 208 này, 155 triệu đồng. Nước sơn màu bạc này, la răng đúc lốp láp mới, sơn xi đẹp. Đấy, 155 triệu đồng này. Đấy, là Vivante 208 này. Đấy, cạnh Vivante 208 tiếp tục là dòng 7 chỗ này. Đây, dòng 7 chỗ quốc dân xin giới thiệu anh chị quý vị nhé. Tota Innova 2010. Đây, 278 triệu đồng. Đấy, bản G xị này, la răng đúc lốp láp đẹp, phanh đi ABS. Đây, máy số keo chỉ sơn xi thì vô cùng đẹp, vô cùng là chất. Đăng kiểm còn dài, hãy đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đây, bác Nguyễn Vi, Nguyễn Vi mà đang quan tâm những dòng 7 chỗ này thì tham khảo cho em vài mẫu Innova đây. Dòng vua 7 chỗ này, đấy. Nội thất thì rộng rãi này, so phân khúc 7 chỗ thì không có đối thủ nào cạnh tranh được. Đây, điều hòa của Nhật thì không phải bàn rồi, rét sâu, rét buốt luôn. Cạo cái thảo giác thoải mái cho anh chị quý vị mình di chuyển đông người nhá. Tota Innova 2010 278 triệu đồng, 2.0 số sàn này. Đấy. Vâng, chào bác Hoàng Đức Hợp, 75 chào 34. 34 được chào 75 bác Hoàng Đức Hợp ạ. Chúc bác Hoàng Đức Hợp có buổi tối vui vẻ này. Qua bước sóng livestream này thì hãy chọn cho mình những mẫu xe ưng ý đi bác Hoàng Đức Hợp ơi. Vâng. Cho em xin 5 7 lượt chia sẻ đi bác Hoàng Đức Hợp nhá. Đấy, tiếp tục để những mẫu 7 chỗ để em tư vấn tiếp tục gia đình mình này. Bác Nguyễn Vi, Nguyễn Vi ơi, quan tâm tiếp theo cho em mẫu 7 chỗ này. Innova 207 đăng ký là bánh 209 này. 175 triệu đồng, 2.0 số sàn. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi gầm bệ của vô cùng là chất nhá. Đăng kiểm dài tháng 12 năm 2022. La răng đúc lốp láp mới này, đấy. Đèn pha còn sáng đây, còn sáng kính quang luôn. 175 triệu đồng. Đấy, 175 triệu đồng. Đấy, mẫu Innova trước máy quay em đây ạ. Vâng, chào bác Trần Đình Nợi này, chào bác Hào Kiều, chào bác Vũ Bạc, chào bác Tùng Nguyễn, chào bác Nguyễn Văn Hạnh, chào bác Đình Thủy, chào bác Quang này. Đây, chào toàn thể anh chị quý vị mình ạ. Đấy, tiếp tục em xin giới thiệu những dòng 7 chỗ bên em đang bày bán cho cả anh chị quý vị mình cùng quan tâm nhé. Cạnh chiếc Innova đời 2007 đăng ký năm bánh năm 2009 vừa rồi. Tiếp theo đây, Tota Innova 208 2.0 số sàn 8 chỗ ngồi, 265 triệu đồng. Đây, bản G xịn xin gửi anh chị quý vị nhé. Đây, bản G xịn ạ. Xe này mang biển tư nhân chính chủ 34A Hải Dương 4 mùa không ngầu lùn đây. La răng đúc lốp láp đẹp, phanh đi ABS. Đây, nội thất ghế da điều hòa long lạnh hai chiều Z bút. Cam đồi cam hành trình đầy đủ rồi. 265 triệu đồng xin gửi đến chị ạ. Vâng, chào bác khó đoán. Chào anh chị, vâng, chào bác khó đoán này. Bác khó đoán vừa xem buổi livestream ngày hôm nay thì cho em xin một lượt like cũng như là một theo dõi kênh YouTube và kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đồ mua Hải Dương đi ạ. Cảm ơn bác khó đoán rất là nhiều. Đây, em xin giới thiệu tiếp tục đến gia đình nhà mình. Đây, lại một chiếc 7 chỗ nhá. Tota Innova 208 240 triệu đồng. Đăng ký là bánh năm 2010 bản G xịn trước máy quay em đây. La răng đúc thì được trang bị 4 bánh này, lốp láp thì mới cả dàn. Nội thất ghế da điều hòa long lạnh 2 chiều bản G xịn này, trang bị cả hai mắt cảm biến lùi phía sau nhá. Giúp anh chị quý vị di chuyển lùi vô cùng an toàn đây, 240 triệu đồng. Giá còn bớt được ạ. Vâng, chào bác Minh Đức Nguyễn này, xem i10 2016 à. Đây, i10 2016 đấy bác ơi. i10 2016 đăng ký làm bánh năm 2017 đấy ạ. Đây, 240 triệu đồng. Vâng. Vâng, 240 triệu đồng. i10 2016 lăn bánh năm 2017 nhé. 1.0 số sàn 5 chỗ ngồi. Máy số keo chỉ sơn xi đẹp này, xi nhan trên gương. Đấy. Anh bác tham khảo em mẫu i10 này đi. Bác Nguyễn Minh Đức ơi, nhắn tin trực tiếp qua fanpage em để em được tư vấn sâu hơn cho bác về chiếc i10 nhá. Đây, nội thất bên trong này. Đây. Vô lăng 3 chấu này. Đấy. Đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe 240 triệu. i10 2016 đăng ký lên bánh năm 2017. Đây. Cốp cáp rộng phục vụ mọi nhu cầu gia đình nhà mình. Đấy, 240 triệu đồng thôi. Đời 2016 bác Nguyễn Minh Đức ạ. Bác Nguyễn Vi, Nguyễn Vi đang theo dõi màu trắng. Ok bác Nguyễn Vi, bác cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi, để lại số điện thoại. Lao một cái đầu 7 chỗ là màu trắng về thì em gọi ngay cho bác Nguyễn Vi nhá, để bác tham khảo ạ.
Vâng, bác khó đoán ké Y10. Ok. Thì vâng, em sẽ quay những đầu Y10 bên em đang có nhé, cho anh chị quý vị mình cùng quan tâm này. Đây Y10, rất là nhiều Y10 đây nhá. Đây Y12-16 và em giới thiệu 240 triệu đồng này. Đấy, trước này thì hồ sơ nhá, sang tên đổi chủ trong ngày thôi. Đấy, hồ sơ cầm tay rồi. Tiếp tục Y10 bản đủ này. Y10 bản đủ 2014, đăng ký đăng bánh năm 2017 này. Đấy, bản đủ full kia kìa, la sang đúc lốp láp mới, phanh ABS này, xin nhan trên gương, để lổ startup 235 triệu đồng thôi. Đấy, 235 triệu đồng đã có Y10 bản đủ nhá. Đây, anh chị quý mình đang quan tâm Y10, nhắn tin trực tiếp qua fanpage em đi, gửi những hình ảnh video review chi tiết nhất ạ. Đây này, bản đủ này 2014 này. Tiếp tục là Y12-14 này. Đây Y12-14 245 triệu đồng. Bản đủ la xăng đúc lốp láp mới này, phanh đĩa ABS, keo chỉ máy số zin 2014, đăng ký đăng bánh năm 2016, nhập khẩu nguyên chiếc Ấn Độ, tư nhân chính chủ đây, 30 Hà Nội phố đây, 245 triệu đồng. Đấy, rất nhiều đầu Y10 để phục vụ anh chị quý vị các bạn nhà mình nhá. Đây này, đây góc này này, hai chiếc màu bạc này, hai chiếc màu bạc bản đủ này. Đây có một chiếc Y10 màu trắng bản đủ nữa, 2015 này, đăng ký và lăn bánh năm 2018 nhá. Những bác nào đang quan tâm Y10, ưng ý mẫu nào này, vừa mắt mẫu nào trên livestream này, chụp lại màn hình đi, chụp lại màn hình những mẫu ưng ý đi trên livestream đi. Nhắn tin qua fanpage cho em, bớt ngay 5 triệu nếu mà đang quan tâm trên livestream mà mua được em nó này. Bớt 5 triệu mà giá vẫn còn thương lượng nhá. Y10-215 đăng ký lăn bánh năm 2018 này. Đây em xin quay từ phía sau cho anh chị mình cùng quan sát luôn. Đấy, bản đồ màu trắng sứ này, biển tư nhân chính chủ 20 Thái Nguyên đây, cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi à. Hai mắt cảm biến lùi chống va chạm phía sau, la xăng đúc lốp láp mới, phanh đĩa ABS, 250 triệu đồng cho chiếc Y10 màu trắng này. Đây 250 triệu đồng nhá. Quan sát dùm em chiếc Y10 màu trắng đi. Còn rất là nhiều đầu Y10 nữa phục vụ anh chị quý vị mình. Đấy, em xem những con đầu Y10 nào không quanh quẩn đây để phục vụ anh chị quý vị mình đang quan tâm ạ. Những bác nào đang quan tâm mẫu nào, quan tâm dòng nào, bình luận trực tiếp dưới phần comment. Em sẽ giới thiệu cho anh chị quý vị mình từng đầu xe mà nhà mình đang quan tâm ạ. Giới thiệu là làm sao để anh chị quý vị mình quan sát rõ nhất từ sơn si máy số này cũng như keo chỉ, để anh chị quý vị mình có nhìn khách quan nhất nhá. Vâng, chào bác Nguyễn Hà, chào bác Thương Hạnh, chào bác Nguyễn Lâm, chào toàn thể anh chị quý vị mình. Nhà mình quan tâm mẫu nào, quan tâm dòng nào cứ mạnh dạn để lại comment đi. Tư vấn về xe, về giá cả, về chất lượng cũng như những thủ tục mua bán sang tên đổi biển cho gia đình nhà mình. Bên em có ship xe nhá, có giao và ship xe cho anh chị quý vị mình trong vòng 100 km, giao miễn phí tận nhà cho gia đình luôn. Đây Y12-14 này đăng ký đăng bánh năm 2017, 195 triệu đồng. Đây, anh chị quý vị nào đang quan tâm dòng Y10, nhấc máy lên gọi trực tiếp cho em qua hai số Zalo đang để trên màn hình nhá. Xin được tư vấn sâu hơn nữa cho gia đình mình ạ. Vừa rồi này khá là nhiều đầu Y10 đã giới thiệu anh chị quý vị mình rồi này. Thì ngay sau đây với cửa tiền hơn 100 triệu đồng một chút thôi, 115 triệu đồng, 115 triệu đồng chị quý vị mình nhá. Kenta 209 đăng ký đăng bánh năm 2011, 115 triệu đồng, 1.4 số sàn 5 chỗ ngồi, sedan hai đầu phân khúc hạng B. Đấy, lốp láp mới, keo chỉ, máy số còn đẹp này. Đấy, đăng kiểm thì còn dài đến tháng 11 năm 2022. Vâng, chào bác Nguyễn Lâm, chào bác Văn Hoàng, chào bác Cung Nguyễn này. Nhưng anh chị quý vị nào mà vừa vào livestream này thì hãy hoan hỉ cho em xin một lượt thích cũng như một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em. Với khung giờ 8:30 mỗi tối, em lại xin phép gia đình nhà mình lên sóng livestream báo giá cũng như tương tác về những đầu xe đang có bên em. Bên em vẫn ra đều đặn những video review giới thiệu những sản phẩm bên em ngồi bày bán nhé, để anh chị quý vị mình có nhiều cái khía cạnh để xem xét hơn ạ. Tiếp tục chiếc máy của em đây, một sản phẩm đến từ Hyundai Getz 2009, đăng ký đăng bánh năm 2010, 145 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn si thì còn chất còn đẹp, đăng kiểm dài tháng 12 năm 2022, 1.0 số sàn 5 chỗ ngồi, biển tư nhân chính chủ 89 Hưng Yên đây, 4 số 1 chủ từ đầu, máy số keo chỉ bao chất bao zin cho anh chị quý vị nhà mình. Xác định được lỗi này, tặng xe cho anh chị quý vị mình nhé. Xác định lỗi này, tặng xe này. Đấy, Hyundai Getz 2010,
145 triệu đồng, còn bớt được sâu hơn ạ. Vâng, cả nhà mình ơi, ai đang có những comment nào mà em chưa kịp đáp ứng này, chưa kịp quay những chiếc xe anh chị quý vị mình đang quan tâm thì em xin lỗi nhá. Đây, tiếp tục nhà mình cứ dưa máy đi, cứ theo dõi hết buổi livestream ngày hôm nay đi. Em sẽ tư vấn hết những đầu xe cho anh chị quý vị mình. Cảm ơn anh chị quý vị mình đã xem buổi livestream ngày hôm nay ạ. Đây, những bác nào quan tâm đến Vios đây. Vios 2010, đăng ký làm bánh năm 2011, 216 triệu đồng. Đây, nước sơn màu vàng cát rất đẹp này. La răng đúc tam đa chấu 4 bánh, lốp láp thì còn mới này. Xi nhan trên gương 216 triệu đồng. 1.5 số sàn, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, nội thất ghế da, vô lăng 3 chấu, tích hợp tối khí, đầu đàm hình to rồi. 216 triệu đồng, bớt sâu được nếu anh chị quý vị là quan tâm trên livestream này. Nhắn tin vào khung giờ 30 phút mỗi tối này, bớt ngay 5 triệu đồng. Bớt 5 triệu đồng mà giá lại còn thương lượng được thêm nhé, còn bớt còn thương lượng được thêm. Đấy, khung giờ 8 giờ 30 phút mỗi tối ạ. Cảm ơn chị quý vị rất là nhiều. Chắc Trần Đình Lợi, chắc Hào Kiều, chắc Tùng Nguyễn, chắc Nguyễn Văn Dục, chắc Thượng Hạnh. Chào toàn thể anh chị quý vị đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Cho phép em gửi đến lời cảm ơn cho anh chị quý vị đang xem buổi livestream này nhé. Vâng, động lực để em lên sóng vào mỗi tối ạ. Cảm ơn gia đình rất là nhiều ạ. Thì rồi em đã giới thiệu đến gia đình nhà mình khá là nhiều đầu năm chỗ này. Tiếp tục đây với cửa tiền là 135 triệu đồng, một chiếc xe 7 chỗ gầm cao máy thoáng Mitsubishi Jolly 2005, đăng ký vào bánh năm 2007 nhá. Máy số keo chỉ sơn si còn chất còn đẹp, cam lùi cam hành trình đầy đủ, nội thất ghế da, điều hòa lóng lạnh 2 chiều này, 7 chỗ ngồi, phục vụ mọi nhu cầu cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Nhanh tay nhấc máy nếu đang quan tâm đến mẫu này, 135 triệu đồng, giá còn bớt sâu được thêm cho gia đình nhà mình. Đây, rất là nhiều đầu xe để phục vụ gia đình nhà mình nhá. Đây, tiếp tục đây em sẽ giới thiệu những mẫu xe tầm tiền loanh quanh là 150 triệu đồng thôi. Để những anh chị quý vị nào mà cần những mẫu xe sedan hay đầu tập lái này, phục vụ nhu cầu cơ bản cho gia đình nhà mình như tránh mưa tránh nắng này, thì quan tâm cùng em ạ. Mazda 626 2005. Đấy, 2.0 số sàn. Đấy, đăng 5 chỗ ngồi, sedan hai đầu nhá. Với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị gia đình nhà mình là 140 triệu đồng thôi. 140 triệu đồng Mazda 626, la răng đúc, phanh DFS, lốp láp mới, sơn xi đẹp, mang về sẵn đi, sẵn sử dụng, sẵn phục vụ nhu cầu của gia đình nhà mình. Mazda 626, 140 triệu đồng. Đây, tiếp tục với cửa tiền là 140 triệu đồng nữa này. Granta, rồi Granta 2010, sơn màu đen, đây la răng đúc 4 bánh, lốp láp sơn xi chất nhá, 140 triệu đồng. Đây, cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi, đăng kiểm dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi, 140 triệu đồng. Rồi, em xin giới thiệu lần lượt những đầu xe hiện đang có bên em cho đại gia đình mình cùng quan sát nhé. Nhà mình có những thắc mắc nào về xe, về giá cả cũng như là những thủ tục mua bán, mạnh dạn để lại bình luận cho em đi, tư vấn trực tiếp luôn chị quý vị mình, tư vấn làm sao chị quý vị mình hiểu rõ nhất luôn ạ. Vâng, chào bác Thương Lộ này, chào bác Thương Hạnh, chào bác Tình Vũ, chào bác Võ Cảnh, chào toàn thể anh chị quý vị mình. Vâng, tiếp theo đây em xin giới thiệu đến gia đình của mình một chiếc sedan số tự động, một chiếc hatchback một đầu số tự động nhé, xin lỗi mình ạ, hatchback một đầu số tự động Granta X 2010, đăng ký là bánh năm 2012, 235 triệu đồng. Xe này mang động cơ 1.2 số tự động. Đấy, la răng đúc được trang bị 4 bánh, lốp láp thì còn đẹp, xi nhan trên sườn xe này. Đấy, trang bị cửa sổ trời Panama đây, một option vô cùng hiện đại luôn. Đăng kiểm thì còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022, 235 triệu đồng, giá còn bớt sâu được cho gia đình mình ạ. Rất là nhiều đầu xe để phụ gia đình mình. Đấy, em xin phép gia đình mình nhá. Cho em nghỉ một chút xíu uống cốc nước này để tiếp tục phục vụ như hầu hạ đại gia đình cho ô tô đầu mối Hải Dương nhà mình ạ. Vâng, cả nhà mình còn thắc mắc gì cứ để lại bình luận cho em đi, em tư vấn. Cảm ơn gia đình rất là nhiều. Vâng, chào 60 khách hàng đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Cảm ơn mình ơi, mọi người hãy cho em xin 5 đến 7 lượt chia sẻ đi, để lan tỏa buổi livestream này hơn, không mất tiền, không mất bạc gì cả. Để những anh chị quý vị nào mà đang quan tâm những dòng xe cũ đã qua sử dụng với loanh quanh tầm
600 triệu thì đến với em, để em được tư vấn cho anh chị quý vị mình nhé. Tư vấn là một này, chạy thử xe và xem xe làm sao để cho mình có được sản phẩm ưng ý nhất ạ. Vâng, tiếp theo đây, trước máy quay em xin giới thiệu anh chị quý vị mình lại một tiếp tục mẫu Hyundai Grand i10 đây. Hyundai Grand i10 2014 với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 245 triệu đồng nhé. Xe thì sản xuất năm 2014, đăng ký là bánh năm 2016 này. Bản đồ này, bản đồ full kịch xin gửi gia đình mình. La răng đúc thì được trang bị 4 bánh, phanh đi ABS, nốp lắp mới này. Máy số keo chỉ sơn si còn đẹp. Đấy, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023. Đây lỗ startup, vô lăng tối khí, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng nhá. 245 triệu đồng. Đây, nội thất bên trong đây. Đây lỗ startup này, màn hình Android cỡ lớn này. Gương kính chỉnh điện 4 cánh này, tablo tabli siêu đẹp luôn. 245 triệu đồng. Anh chị quý vị này, mình đang quan tâm những dòng Kia Hyundai Grand i10 này. Bên em có đủ mẫu luôn, từ bản tiêu chuẩn này, bản đủ, bản thừa luôn, để phục vụ gia đình nhà mình nhá. Vâng, chào bác Văn Hoàng, chào bác Trần Khuyên, chào toàn thể anh chị quý vị mình ạ. Đây, rất nhiều đầu sản phẩm để phục vụ đại gia đình mình ạ. Chỗ nhiều xéo quá, mất chết cơ. Vâng, cạnh chiếc Hyundai Grand i10 2014 vừa rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý mình tiếp tục cái Hyundai Grand i10 này. Đấy, hai đầu Hyundai Grand i10 luôn. Một chiếc bản tiêu chuẩn này và một chiếc bản đủ này. Đấy, để giới thiệu gia đình mình này. Chiếc bản tiêu chuẩn trước máy của em đây. Xe thì mang biển tư nhân chính chủ 34A đây, Hải Dương đây, quê hương của Thanh Tùng cũng như nơi đặt trụ sở giao dịch chính của chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Đấy, sơn si thì vô cùng đẹp này. Đấy, thân vỏ liền lạc này, xin nhan trên sườn xe. La răng sắt zin nguyên bản đeo xe, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm còn 1 năm nữa cơ. Tháng 7 năm 2023 này. 195 triệu đồng. Đấy, máy số keo chỉ sơn si nội thất chất luôn. Mang về sẵn đi được, sẵn sử dụng thôi. 195 triệu đồng này. Cạnh Hyundai Grand i10 bản tiêu chuẩn này, biển 34 vừa rồi. Tiếp theo đây giới thiệu đến gia đình mình Hyundai Grand i10 bản đổ full kịch này, tư nhân chính chủ Hà Nội. Đây, biển rất đẹp luôn. Đây, biển cũng khá đẹp nhá. Xe này được sản xuất năm 2015, đăng ký là bánh năm 2017, 245 triệu đồng, bản đồ full kịch này. Gương kính chỉnh điện 4 cánh. Đây, gương kính chỉnh điện 4 cánh này. Đấy, la răng đúc lốp láp đẹp. Đề lỗ startup, vô lăng tối khí, tích hợp túi, tích hợp nút điều khiển trên vô lăng. Với cửa tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là 245 triệu đồng nhé. Giá còn bớt được cho anh chị quý vị mình. Vâng, cả nhà mình đang quan tâm đến mẫu nào, nhắn tin trực tiếp cho em qua hai số Zalo này hoặc là qua fanpage đi. Khung giờ 8:30 mỗi tối này, nếu mà nhận được tin nhắn này, mua được xe giảm 5 triệu đồng, giá lại còn thương lượng được thêm ạ. Phía trước của hai chiếc Hyundai Grand i10 đời 2014 vừa rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến anh chị quý vị nhà mình một chiếc Kia Morning số tự động nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đời 2010 đây. Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc 2010 bản SLX này, bản đổ full kịch luôn. Xe thì được lăn bánh, đăng ký là bánh năm 2013. Đây, em xin quay một phòng nội thất, ngoại thất bên ngoài của chiếc Kia Morning để cho anh chị quý vị cùng xem ạ. Đây, la răng đúc 4 bánh này, có phanh đi ABS ở phai 22 bánh trước. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xòe điện, đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023. Đây, vô lăng túi khí này. Đấy, vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí. Đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe này. Đây, điều hòa auto 2 chiều nóng lạnh Z-Boost luôn. Có cả sấy ghế này, có cả sấy gương, sấy ghế cho chị quý vị nhà mình. Cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 235 triệu đồng. 235 triệu đồng, giá còn bớt sâu được ạ. Vâng, những bác nào vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay thì hãy cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ những video giới thiệu sản phẩm cũng như là khung giờ 8:30 mỗi tối. Như này xin phép lên sóng hầu hạ phục vụ anh chị quý vị nhà mình để cũng như tương tác để báo giá về những dòng sản phẩm hiện đang có bên em. Đây là một mẫu xe mới hôm nay bên em mới về đấy nhá, cả mình cùng quan tâm em. Đây, Outlander 2017, đăng ký là bánh năm 2019. Với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 575 triệu đồng. 575 triệu đồng cho một chiếc CUV 5 chỗ đây. Cầm cao máy thoáng, thương hiệu đến từ Nhật Bản đấy ạ. Mitsubishi Outlander. Cặp đèn pha thì được trang bị công nghệ này, bi cầu siêu sáng siêu đẹp.
la răng đúc 4 bánh phanh ABS, gương kính cụp xòe điện 575 triệu đồng, đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Nội thất siêu rộng luôn. Anh chị quý vị nào mà đang có nhu cầu này, di chuyển du lịch này, gia đình này, thì chiếc Outlander Mitsubishi, chiếc máy quay ở đây là vô cùng phù hợp nhé. Bác nào quan tâm nhắn tin trực tiếp để em gửi cho cả gia đình mình những hình ảnh, video review chi tiết về sản phẩm này ạ. Rồi. Vâng anh chị quý vị nhà mình ơi, ai đang mấy khung tiền là 150 triệu đồng này, muốn chọn cho mình một chiếc sedan hai đầu để tập lái tránh mưa tránh nắng nhá, thì tiếp tục quan tâm chiếc này với em đi. Lacetti 2008 này, đăng ký làm bánh năm 2010, 145 triệu đồng, xin gửi đến gia đình nhà mình. Máy số keo chỉ sơn xi còn chất còn đẹp. Đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu đáng đa chiều. Đây. Vô lăng đúc 4 bánh đây. 145 triệu đồng. Còn khá nhiều sản phẩm nữa để phục vụ anh chị quý vị nhà mình. Vâng, trên bức sóng livestream này em mà có lỡ mà chưa trả lời được câu hỏi của anh chị quý vị nào thì cả nhà mình cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Em sẽ trả lời một cách tận tình nhất về những đầu sản phẩm bên em đang bày bán cho anh chị quý vị mình cùng tham khảo ạ. Cảm ơn cả nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Vâng, tiếp theo đây với khung tiền là 250 triệu đồng. À chính xác là 245 triệu đồng này. 245 triệu đồng. Toyota Vios bản E 2010 đây. Nhà mình cùng tham khảo với em nhé. Xe này mang biển tư nhân chính chủ 14A Quảng Ninh đây. Đấy. La răng đúc 4 bánh này, phanh đi ABS ở 4 bánh luôn. Đấy, xin nhan trên gương này, gương kính cụp xòe điện 245 triệu đồng, 1.5 số sàn, máy số keo chỉ nội thất nguyên zin luôn. Đấy anh chị mình cùng quan sát với em. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí toàn trên vô lăng này, đầu đài màn hình to rồi, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho chị quý vị và các bạn nhà mình ạ. Đây cần em xin tiếp tục giới thiệu những đầu xe bên em đang có để chị quý mình cùng tham khảo nhá. Vâng. Bác nào mà đang quan tâm dòng Lacetti CX này, đây em xin giới thiệu đến cả gia đình nhà mình. 155 triệu Lacetti CX 2008, đăng ký là bánh năm 2010 đây. Nước sơn màu đen rất là đẹp đây. Đấy. Tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang đây. Máy số keo chỉ bao rất bao chất bao zin cho gia đình mình. La răng đúc 4 bánh, xi nhan trên sườn xe. Đăng kiểm dài tháng 9 năm 2022. 155 triệu đồng. Đấy. Tay lắm cửa, viền chân kính, ốp gương thì bọc lốc này. Đấy, những chi tiết như trên gương, trên kính này cũng được bọc lốc rồi. 155 triệu đồng xin gửi đến chị quý vị các bạn nhà mình ạ. Vâng, thì vừa rồi em đã giới thiệu 74 đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em cho anh chị quý vị cùng quan sát rồi nhá. Rất là nhiều sản phẩm này. Nhà mình các bác nào đang ưng mẫu nào rồi, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em với khung giờ 8:30 mỗi tối này. Bớt ngay 5 triệu đồng, giá lại còn thương lượng được về những đầu sản phẩm bên em đang bán đó. Vâng, chào bác Nguyễn Văn Lượng, chào bác Võ Hải Lan, chào bác Thương Hạnh, chào bác Dương Hoàng. Chào toàn thể anh chị quý vị mình. Em xin gửi lời cảm ơn anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhé. Thì Thanh Tùng xin kết thúc buổi livestream ngày hôm nay tại đây. Anh chị quý vị nào còn những thắc mắc gì, nhắn tin trực tiếp qua Zalo cũng như fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương cho em, để em tư vấn cho cả gia đình mẹ. Xin chào các anh chị quý vị mình trong khung giờ 8:30 tối mai.